Xin chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quay trở lại kênh của Quỳnh Nhung TV. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn. Em xin kính chúc tất cả có một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Hôm nay em sẽ cùng cả nhà làm món bò né khổ qua. Nếu cả nhà quan tâm thì hãy cùng vào bếp làm chung với em ạ. Ở đây em dùng 800g khổ qua, nửa ký thịt bò, dầu hào, một củ hành tây, mè, bơ thực vật, tỏi. Và nguyên liệu không thể thiếu nữa đó là dầu mè nha. Bắt đầu ốp thịt nha. Một muỗng cà phê đường, nước tương một muỗng cà phê luôn. Một muỗng cà phê hạt nêm. Dầu hào một muỗng cà phê. Dầu mè một muỗng cà phê. Mè em đã rang rồi, mình bỏ vào một nửa luôn. Một nửa còn lại để khi mà chín thì mình trang trí cho đẹp. Mình trộn tất cả các hỗn hợp lại cho nó thấm đều gia vị hết. Và để đó khoảng 15 phút. Hạ bắt bếp sau nha. Trong thời gian chờ đợi thịt ngấm, mình xắt củ hành tây nè. Hành tây mình có thể xắt khoanh tròn như thế này, hoặc là tùy theo sở thích của các bạn mà xắt sao cho nó đẹp thôi. Tương tự khổ qua mình cũng xắt lát mỏng luôn. Xắt xong mình phải ngâm rửa qua nước muối nha các bạn. Tất cả nguyên liệu mình đã sẵn sàng. Bây giờ mình chỉ bắt chảo lên và xào nó thôi. Đợi dầu nóng, ta bỏ một ít bơ thực vật vào, tỏi băm vào luôn. Đợi tỏi thơm lên, mình bỏ thịt vào được rồi đó các bạn. Này mình vẫn để lửa lớn. Thịt vừa săn lại, ta đổ khổ qua vô luôn. Thế là món bò né khổ qua của chúng ta cũng đã hoàn thành. Rắc một ít mè lên nữa. Món này ăn kèm với nước tương nha các bạn. Rất là dễ ăn. Chúng ta có thể ăn chung với cơm nè. Rất đơn giản dễ làm phải không các bạn? Chúc các bạn thành công và ngon miệng nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.